không lo bị ChatGPT thao túng tâm lý. Và sau đây là một số cách giúp bạn tận dụng nó để có thể cải thiện công việc. Đầu tiên, đây sẽ là một giải pháp thay thế cho Google. Và theo các chuyên gia thì bản thân Google đang phát hoảng vì ChatGPT. Điều này khiến Google mới đây buộc ra báo động đỏ hay là code red, với ý nghĩa là hai tay đặt hết lên bàn phím, nhân viên dù phải làm thêm giờ, bỏ ăn bỏ ngủ cũng phải giải quyết xong vấn đề. AI sẽ loại bỏ hoàn toàn các kết quả công cụ tìm kiếm, nơi Google kiếm được nhiều nhất. Mặc dù thì ChatGPT chỉ có dữ liệu và kiến thức đến năm 2021 mà thôi, không có quyền truy cập dữ liệu vào thị trường năm 2022 đến nay. Tuy nhiên, là một chatbot thông minh, ChatGPT nắm giữ rất nhiều thông tin để có thể ứng phó với mọi hoàn cảnh. Thứ hai, bạn hãy sử dụng ChatGPT để viết các bài luận, bài phát biểu, thư xin việc và đánh giá nhân viên. Và nếu như một số trường học ở Mỹ vừa ban hành một lệnh tạm cấm học sinh, giáo viên sử dụng ChatGPT và yêu cầu giáo viên tăng cường kiểm tra các bài tập ở nhà, thì mới đây một giáo sư ở Mỹ đã yêu cầu sinh viên của mình phải sử dụng ChatGPT như một công cụ có thể giúp sinh viên tạo ra ý tưởng và cải thiện bài viết của họ. Đồng thời, dùng ChatGPT cũng sẽ tiết kiệm thời gian khi viết thư và email. Thứ ba, các bạn có thể sử dụng ChatGPT để phân tích dữ liệu nhanh chóng. Và theo một chuyên gia làm việc tại Viện Toàn cầu từng nói, phân tích và giải thích một lượng lớn dữ liệu thông tin dựa trên ngôn ngữ là một kỹ năng bạn nên mong đợi từ AI. Nó có thể xác định xu hướng thị trường, làm nổi bật lên những khoản đầu tư trong danh mục đầu tư đang hoạt động, và sử dụng nhiều dạng dữ liệu khác của một công ty tài chính để dự báo, và từ đó giúp người dùng đưa ra một quyết định đầu tư đúng đắn. Cuối cùng, ChatGPT có thể lên lịch làm việc, lập kế hoạch và quản lý thời gian. Và khoa học đã chứng minh rằng khi chúng ta viết xuống một điều cần làm thì khả năng chúng ta sẽ thực hiện được điều đó cao hơn. Tuy nhiên, việc này sẽ tốn khá nhiều thời gian, nhưng ChatGPT và các AI khác sẽ giúp bạn diễn ra quá trình này suôn sẻ hơn. Và bên trên thì mình đã liệt kê 4 khả năng mà ChatGPT có thể tận dụng được để giúp cải thiện cuộc sống và công việc của bạn. Và nếu các bạn thấy công ty thích và đừng quên bỏ lại một like và follow kênh TikTok để không bỏ lỡ chung mới nhất đến mình nhé. Thì sao?